Xin trân trọng cảm ơn phần bài giảng của giảng viên Ngô Việt Khôi với rất nhiều các thông tin hữu ích ạ. Các bạn thân mến, là một doanh nghiệp đầu tiên trên thị trường Việt Nam kinh doanh và sản xuất các sản phẩm từ mật hoa dừa, vậy thì công ty mật hoa dừa Sóc Farm đã tăng lượng khách hàng trên thông qua nhóm trên Facebook như thế nào? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe phần chia sẻ từ khách mời Phạm Đình Ngãi, giám đốc điều hành của mật hoa dừa Sóc Farm. Xin chào Ngãi. Cảm ơn Ngãi đã tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên dành cho Ngãi như sau ạ. Sóc Farm tạo nhóm với mục đích gì và Sóc Farm đã khuyến khích các thành viên đăng bài và thảo luận nhóm theo đúng định hướng của Sóc Farm như thế nào ạ? Xin chào ban tổ chức, các bạn học viên đang tham gia khóa học online. Lời đầu tiên Ngãi xin cảm ơn Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Facebook đã tạo điều kiện để cho Ngãi chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng nhóm của mật hoa dừa Sóc Farm trên kênh Facebook. Như các bạn cũng đã biết thì hiện tại là cái hành vi tiêu dùng của con người rất là thông minh và họ có rất là nhiều cái kênh để họ tìm hiểu thông tin của sản phẩm và doanh nghiệp của bạn. Với một điều nữa là để giảm cái việc một phụ thuộc vào cái đầu sale hay là giảm chi phí cho cái việc truyền tải thông tin tới người tiêu dùng đầu cuối thì chúng ta cần một nơi để mình tập hợp khách hàng của mình lại, tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc truyền thông, cũng như là mình hiểu được cái insight của khách hàng của mình. Và đặc biệt trong cái thời buổi Covid như thế này thì người tiêu dùng thì người ta xem thông tin rất là nhiều trên kênh Facebook, và cái cũng bởi vì dịch nên là kinh doanh của mình hiện tại là đa số là kênh online, chứ kênh offline thì mình sẽ không có làm được nữa. Thêm nữa là hiện tại là dịch bệnh thì khách hàng người ta ở nhà nhiều, và lúc đó thì người ta mới có điều kiện thời gian để làm những cái việc mà lúc trước họ bận quá họ chưa làm được, giống như là chế biến món ăn hay là giảm cân hay là thải độc cơ thể, điều tóc, hoặc là làm những cái món mà thức uống đẹp với mật hoa dừa. Thì nhận thấy những cái xu thế đó và những cái nhu cầu của người tiêu dùng thì Ngãi mới nảy ra một cái ý tưởng là mình sẽ tạo một cái nhóm trên Facebook. Thì cái nhóm đó là mình sẽ tập hợp tất cả những khách hàng của mình lại trong cái nhóm đó để mà mình dễ dàng chia sẻ về truyền thông, cách sử dụng của sản phẩm, đồng thời là mình cũng kêu gọi những cái khách hàng của mình, họ cũng chia sẻ những cái món ăn của họ, những cái điều hay của họ trên cái kênh đó của mình luôn. Thì lúc đó thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được đi được tốt hơn. Thì với lại là mọi người biết là thường thì fanpage là nó là không thường đa số mà là thông tin một chiều, ngay là doanh nghiệp của mình sẽ đưa ra thông tin một chiều. Nhưng mà nhóm Facebook thì nó hoạt động theo cái chế độ là ai cũng có thể đưa bài lên đó được hết, nên là cái việc mà tính thực tế và cái tính tương tác thì nó rất là cao. Vì vậy là rất là nhiều cái hoạt động sôi nổi diễn ra trong nhóm. Để mà mình xây dựng một cái nhóm thì nó có rất là nhiều cái công việc, nhưng mà Ngãi nghĩ thì trước tiên là mình nên có một quy định về bài viết trước, để như vậy là mọi người để biết là cái bài viết này của mình nó có hợp lệ không, nó có theo cái định hướng xây dựng của doanh nghiệp hay không. Thì đó là những cái mà đầu tiên mà Ngãi nghĩ mình cần phải xây dựng trước. Thì sau khi mà mình đã xây dựng được các chủ đề chính cho cái bài viết rồi thì đầu tiên là mình sẽ tìm những người cộng tác viên theo từng mảng để cho họ viết bài. Tại vì một cái nhóm thì nó phải có bài viết, mà bài viết thì nó phải có nhiều cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như Ngãi chọn ra những cái chủ đề cho cái nhóm của mình, giống như là giảm cân với mật hoa dừa, hoặc là món ngon với mật hoa dừa, cách thực dưỡng, những người mang thực dưỡng với mật hoa dừa Sóc Farm, hoặc là dinh dưỡng cho người chơi yoga, người chơi thể thao, hoặc là bù khoáng điện giải, hoặc là dinh dưỡng cho người tiểu đường, cách sử dụng những sản phẩm mật hoa dừa Sóc Farm. Thì sau khi mình đã có những cái chủ đề đó rồi đó thì mình sẽ tìm cái người cộng tác, mà cái người cộng tác đó thì mình cũng tập trung vào những cái người mà họ đang nằm trong cái lĩnh vực đó, họ đang đam mê những cái việc đó. Thì khi như vậy á thì mình rất là dễ tìm cái người mà tham gia cùng với mình. Và sau khi mình đã chọn được rồi thì mình sẽ nói chuyện với cái người của phụ trách cái mảng đó để họ viết bài thường xuyên cho nhóm theo cái quy định của mình, hoặc là cơ cấu của bài viết của mình. Và thường đó là cái thù lao á thì nó cũng tùy vào cái mô hình của mình, hoặc là cái người mà mình quen. Ví dụ như là đối với Ngãi là những người mà bạn bè mà Ngãi quen á thì là Ngãi sẽ nói với bạn là bây giờ mày cứ viết cho tao 5 bài hoặc là 10 bài trong tháng gì đó thì mình sẽ gửi cái sản phẩm cho bạn để cho bạn dùng cái sản phẩm đó trong một tháng. Thì như vậy thì là hai bên cùng có lợi với nhau. Doanh nghiệp của mình thì không có bỏ ra chi phí thực tế, mình chỉ bỏ ra sản phẩm thôi, nhưng mà người bạn của mình họ cũng thỏa được cái đam mê để mà về cái chuyên ngành của mình và chia sẻ cái thông tin nó cho nhiều người khác. Và làm mình phải đặt ra một cái kế hoạch
trong một kế hoạch xây dựng nội dung theo chủ đề cho cái nhóm của mình. Ngay ví dụ như là buổi sáng thì mình sẽ đăng những cái bài thiên về yoga, thiên về chạy bộ hoặc là chơi gym để mà bù điện giải cho cái người mà tập thể dục thể thao đó. Hoặc là do những cái mùa mà nắng nóng á, thì mình sẽ đẩy mạnh hơn những cái bài viết về là giải nhiệt nè, về pha chế nè, về bù khoáng cho cơ thể. Hoặc là những cái buổi tối thì mình sẽ đăng về những công thức món ăn, những cái video mà làm về món ăn. Thì như vậy người tiêu dùng á, người ta sẽ thấy là cái sản phẩm mật hoa dừa xuất phàm này nó dùng được rất là nhiều trong rất là nhiều món, được dùng rất là nhiều trường hợp và có rất là nhiều công dụng. Thì khi mà khách hàng họ hiểu được rồi á, thì mình sẽ kích thích cái việc mà người khách hàng tiêu dùng sản phẩm mình rất là tốt. Thì như vậy thì đó là một trong những cái động cơ để kích thích cái việc bán hàng và đưa doanh số của mình bán hàng được nhiều hơn. Mà biết đâu là trong những cái bài viết đó của mình ấy, thì có bài nào đó mà nó viral nữa, thì là cái thương hiệu của mình sẽ đi được rất là nhanh. Với lại là một điều đó là lâu lâu mình cũng phải tạo thêm những cái yếu tố về sự cạnh tranh để tương tác trong nhóm của mình. Giống như là mình tạo ra những cuộc thi để mọi người cùng cạnh tranh với nhau và nhóm của mình hoạt động sôi nổi hơn. Nhưng mà mọi người cần chú ý một điều đó là do nhóm nó mở nên là cũng có rất là nhiều cái nguồn thông tin nó được đưa lên. Vì vậy là mọi người khi mà xét nhóm thì mọi người cũng phải cần giữ lại cái vai trò phê duyệt. Mình phê duyệt là bài nào sẽ được lên, bình luận nào sẽ được lên. Thì như vậy cái định hướng cho cái nhóm của mình á, thì sẽ được đi được tốt hơn. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Câu hỏi thứ hai cũng là câu hỏi cuối dành cho bạn như sau. Vậy thì nhóm thì giúp ích gì cho việc kinh doanh của Sóc Farm? Và trong quá trình phát triển nhóm thì Sóc Farm đã gặp phải những khó khăn gì ạ? Ngã xin cảm ơn câu hỏi của ban tổ chức. Thì thật sự là nhóm trên Facebook nó giúp Ngãi và mật hoa dừa Sóc Farm rất là nhiều. Tại vì thông qua nhóm mình biết được cái phản hồi của người tiêu dùng đối với cái sản phẩm của mình, đồng thời là cái cách phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm của mình, thì mình hiểu được cái insight của khách hàng. Thì từ những cái việc đó thì Ngãi có thể xây dựng được những kế hoạch, những cái chiến lược truyền thông để mình bám cận với cái nhóm khách hàng mục tiêu của mình được nhiều hơn, và như vậy nó giúp cho mình tiết kiệm được nhiều hơn. Đồng thời là mình thông qua nhóm mình cũng tiết kiệm được cái thời gian truyền thông rất là nhiều, tại vì hầu hết là khách hàng của mình họ đang tập trung ở một cái nơi, thì như vậy mình sẽ dễ dàng truyền thông hơn và cái thương hiệu Sóc Farm của mình nó cũng trở nên gần gũi với khách hàng của mình hơn. Về cái nhóm thì nó là một cái nhóm ảo trên mạng xã hội, nhưng mà thật sự nó mang lại giá trị thật cho Sóc Farm rất là nhiều. Cái nó giúp cho Sóc Farm của mình á, mình tư vấn được cách sử dụng sản phẩm của mình cho khách hàng, và thông qua những cái bài viết, những cái chia sẻ của người tiêu dùng thì mình cũng định hướng được tiêu dùng, và cái nhóm á, nó cũng giúp cho mình cải thiện được bao bì. Tại vì khi mà khách hàng sử dụng thì họ có những cái phản hồi cho mình lại, giống như là làm sao để đóng hàng được tốt hơn, hoặc làm sao để thu hồi cái chai thủy tinh của mình được tốt hơn. Thì thông qua cái việc đó thì mình cũng giúp cho cái việc thương hiệu của mình nó được phát triển hơn. Về mà khi mà xây dựng nhóm thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định của nó, và tùy vào cái kỹ năng của mỗi người thì mình sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Đối với Ngãi thì Ngãi nghĩ là khó khăn lớn nhất lúc đầu đó là cái người tiêu dùng người ta chưa quen thông tin với cái nhóm này, nên là cái việc tương tác với cái nhóm của mình nó cũng rất là ít, do cũng ít thành viên. Cái khó khăn thứ hai đó Ngãi nghĩ đó là mình chưa đủ cái bề dày của cái bài viết, nên nó giúp cho cái rất là ít cái bài viết mà nó được lên thường xuyên á, vì vậy là làm ít bài viết hơn. Và cái khó khăn thứ ba Ngãi nghĩ đó là cái nội dung là mình không có sự kiểm duyệt á, thì như vậy đôi lúc mình không có định hướng theo cái nhóm của mình phát triển được, vì vậy mình phải cần có một cái định hướng về kiểm duyệt nội dung. Thì làm cái gì cũng vậy, mình cũng phải kiên trì. Thì lúc đầu nhóm thì có rất là ít thành viên cũng như là ít tương tác, nhưng mà Ngãi nghĩ là mỗi ngày mình cứ phát triển tốt hơn một ít, mỗi ngày mình tốt hơn một ít, thì như vậy cái nhóm của mình nó sẽ phát triển được tốt hơn và đi theo cái hướng bền vững hơn. Về những cái khó khăn mà Ngãi nói bên trên ấy, thì là Ngãi cũng có một số cái giải pháp mà Ngãi đã thực hiện rồi và Ngãi thấy khá là hiệu quả. Giống như là về vấn đề về ít thành viên ấy, thì là mặc dù là Sóc Farm của Ngãi á, là đã có những cái tệp khách hàng kha khá rồi, tại vì sản phẩm của mình tốt nè, độc đáo nè, rồi nhờ những cái kênh truyền thông như là Facebook, báo chí truyền hình, nhưng mà lúc đầu mà mình mời khách về trong nhóm của mình họ cũng chưa có tương tác nhiều, tại vì họ chưa có thấy được lợi ích của nó, với lại cũng còn ít thành viên quá. Vì vậy để mà tăng cái số lượng thành viên lên á, thì mình chủ động luôn là mình dùng những cái tính năng như là mời thành viên của Facebook, mà tính năng nó cũng hay và nó tiện, và nó còn nhắc nhở được cái người mời nữa. Và hoặc là mình có thể nhắn inbox để mình mời khách hàng, hoặc mình mời Zalo,
hoặc là mình có thể tạo những cái barcode trên những cái chất liệu truyền thông của mình. Thì khi mà khách hàng mà thấy cái barcode đó, khi mà họ quét cái barcode đó, thì nó sẽ vô trực tiếp trong cái nhóm Facebook của mình luôn. Thì lúc đó thì mình sẽ có nhiều thành viên hoạt động trong cái nhóm của mình hơn. Về nội dung ấy, thì nghĩ thì mình nên có một cái kế hoạch rõ ràng từ 1 cho tới 6 tháng tùy vào mỗi nơi. Nhưng mà là cái kế hoạch đó nó sẽ giúp định hướng của mình là sẽ mình sẽ gửi cái sản phẩm nào cho cái người viết nào trong cái mùa này. Ví dụ như là vào buổi trưa thì là nắng nóng thì mình sẽ những cái mùa nắng nóng thì mình sẽ gửi những cái mình sẽ định hướng những viết bài về mật hoa dừa tươi để truyền thông về bù khoáng, bù điện giải. Thì như vậy thì là những cái bài viết của mình đó nó mang tính thời sự rất là cao và đồng thời là nó mang tính tương tác thực tế rất là nhiều. Và ngay nghĩ thì mình cũng cần có những cái nội quy rõ ràng về hướng dẫn viết bài, hoặc là mình tổ chức những cuộc thi, tạo ra những cái bài viết để có giá trị trong thành viên của nhóm. Về vấn đề về quản trị á, thì là mình phải cần có những cái hành động như là lọc thành viên hoặc là lọc nội dung. Tại vì là số lượng thành viên trong nhóm cũng quan trọng, nhưng mà chất lượng thành viên trong nhóm cũng rất là quan trọng. Vì vậy là ngay nghĩ là mình còn có những người để quản trị. Và những cái người mà quản trị nhóm này á, thì họ phải nhiệt tình. Cái thứ hai là họ phải hiểu được cái định hướng của doanh nghiệp của mình, cái tinh thần của doanh nghiệp của mình. Thì như vậy họ định hướng tới cái người mà tham gia nhóm nó cũng tiệm cận hơn. Và là mình có thể dùng những cái tính năng của nhóm, giống như là mình viết bài chào mừng thành viên mới chẳng hạn, hoặc là mình thảo luận hỏi đáp, mình tạo phòng chat riêng, quản lý theo chủ đề, rồi bây giờ mình còn có insight của khách hàng nữa. Thì trong cái tình hình dịch bệnh như thế này á, thì là ngay cảm nhận được cái sự hiệu quả của cái nhóm Facebook nó mang lại cho mình rất là nhiều. Và nó giúp cho cái mật hoa dừa sóc phong của mình tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Tại vì trong dịch như thế này thì rất là nhiều chi phí phát sinh, và mình càng tiết kiệm được chi phí nào thì nó sẽ càng tốt cho doanh nghiệp của mình lúc đó. Nên là ngay nghĩ thì là các bạn có thể suy nghĩ để mình cùng tổ chức và mình xây dựng một cái đội nhóm cho doanh nghiệp của mình, để giúp cho cái việc truyền thông cho thương hiệu của mình, cho sản phẩm của mình được tốt hơn và nó gần gũi hơn và nó tiệm cận với khách hàng của mình được nhiều hơn. Ngải cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái bài chia sẻ của Ngải và mật hoa dừa sóc phong. Và Ngải cũng chúc là cho tất cả các anh chị của mình sẽ mạnh dạn đầu tư xây dựng nhóm và có cho mình những cái nhóm rất là chất lượng và nó phục vụ cho cái việc truyền thông quảng bá cho thương hiệu, cho sản phẩm của mình được tốt hơn. Xin thân chào và xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của khách mời Phạm Đình Ngãi. Các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng các bạn đã tìm được những thông tin hữu ích qua phần bài giảng của giảng viên Ngô Việt Khôi, cũng như là các bạn đã được tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực qua phần chia sẻ kinh nghiệm của khách mời Phạm Đình Ngãi, sẽ giúp ích cho các bạn trong vững vàng hơn trên bước đường kinh doanh mà các bạn đã lựa chọn. Và các bạn hãy tiếp tục đặt câu hỏi trong phần bình luận, chúng tôi sẽ chuyển đến anh Khôi và anh Ngãi trả lời sau ạ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thời lượng của chương trình thì đã sắp hết. Bây giờ các bạn hãy dành 1 phút để điền vào phiếu đánh giá mà ban tổ chức đã để đường link trong phần bình luận ạ. Hoặc các bạn có thể quét mã QR code trên màn hình ạ.
Thank you.